6 điều cần tránh để loại bỏ mệt mỏi. Nhiều trường hợp kiệt sức mệt mỏi là do căng thẳng, ngủ không đủ giấc, chế độ ăn uống kém và các yếu tố lối sống khác. Sau đây là những lời khuyên bị kiệt sức nên làm gì để khôi phục mức năng lượng của bạn. 1. Di chuyển. Khi đặt ra câu hỏi bị kiệt sức nên làm gì, tập thể dục có lẽ là đáp án không mấy ai nghĩ tới. Nhưng trên thực tế, tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn đỡ mệt mỏi hơn về lâu dài. Nhờ đó bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn. Ngay cả 15 phút đi bộ cũng khiến bạn tăng cường năng lượng. Lợi ích sẽ tăng lên khi bạn hoạt động thể chất thường xuyên. Hãy bắt đầu tập thể dục với cường độ nhẹ trong thời gian ngắn, sau đó bạn tăng dần qua các tuần và tháng, cho đến khi bạn đạt được mục tiêu khuyến nghị là 2,5 giờ tập aerobic, cường độ trung bình trên một tuần, chẳng hạn như là bạn đạp xe hoặc là đi bộ nhanh. 2. Giảm cân. Cơ thể mang trọng lượng dư thừa sẽ gây mệt mỏi. Thừa cân có tạo ra áp lực cho tim, có thể làm cho bạn kiệt sức mệt mỏi. Do đó, khi giảm cân bạn sẽ cảm thấy là tràn đầy năng lượng hơn. Để duy trì cân nặng hợp lý, hầu hết các nam giới cần tuân thủ theo giới hạn calo không quá 1.900 kcal trên ngày. Còn đối với phụ nữ thì không quá 1.400 kcal trên ngày. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ đo chỉ số BMI để tính lượng calo cần giảm phù hợp với mỗi cá nhân. Để giảm cân, người bình thường nên giảm lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày khoảng là 600 kcal. Ngoài ăn uống lành mạnh, cách tốt nhất để giảm cân và duy trì trọng lượng hợp lý là vận động, tập thể dục nhiều hơn. 3. Ngủ ngon. Nhiều người không có một giấc ngủ với chất lượng và số lượng cần thiết để tỉnh táo suốt cả ngày, dẫn đến là kiệt sức mệt mỏi. Các chuyên gia khuyên nên đi ngủ sớm và thức dậy sớm vào buổi sáng, đúng giờ mỗi ngày, không nên ngủ trưa quá lâu hoặc là chợp mắt nhiều lần trong một ngày. Dành thời gian để thư giãn trước giờ ngủ vào ban đêm. Tránh sử dụng điện thoại thông minh này, máy tính bảng hoặc là các thiết bị điện tử khác ít nhất một giờ trước khi đi ngủ, vì ánh sáng trước màn hình có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của bạn. Phòng ngủ lý tưởng nhất của bạn là giữ tối, yên tĩnh, ngăn nắp và ở nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. 4. Giảm căng thẳng. Stress hay căng thẳng khiến bạn tốn nhiều năng lượng. Vì vậy, cố gắng đưa hoạt động thư giãn vào lịch trình mỗi ngày, chẳng hạn như là tập thể dục tại phòng tập gym, tập yoga hoặc là thái cực quyền, nghe nhạc hoặc là đọc sách. Thời gian dành với bạn bè nhiều hơn. 5. Liệu pháp trò chuyện. Có một số bằng chứng cho thấy các liệu pháp trò chuyện như là tư vấn hoặc là liệu pháp hành vi nhận thức có thể giúp chống lại kiệt sức hoặc là mệt mỏi do căng thẳng, lo lắng hoặc là tâm trạng tồi tệ. 6. Cắt giảm caffeine. Các chuyên gia khuyên cáo rằng bất kỳ ai cảm thấy mệt mỏi kiệt sức thì hãy cắt giảm caffeine. Cách tốt nhất là ngừng uống tất cả các món liên quan tới caffeine trong khoảng là thời gian là 3 tuần. Caffeine tìm thấy trong cà phê, trà, cola, nước tăng lực hoặc là một số loại thuốc giảm đau hoặc là thảo dược. Cố gắng tránh hoàn toàn caffeine trong vòng 1 tháng để xem là liệu bạn có cảm giác bớt mệt mỏi hơn hay không. Một số trường hợp thì thấy rằng không tiêu thụ caffeine sẽ khiến họ đau đầu. Nếu bạn cũng gặp trong tình trạng như thế thì bạn hãy cắt giảm từ từ lượng caffeine bạn uống.